Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã tới phần tiếp theo của FC Online. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm cái video tiếp theo hay hơn. Và các bạn cũng đừng quên là mình live stream tựa game FC Online vào 5 giờ chiều mỗi ngày nha. Ok, thì hôm nay nó đã có một cái sự kiện gọi là chuyển sò sau update. Và mình thì cũng vào và mình chuyển sò. Bên máy tính là 100k, bên điện thoại là 100k nữa. Là tổng cộng các bạn chuyển 200k là các bạn sẽ nhận được những phần quà. Tí nữa mình sẽ mở cho các bạn xem. Còn hiện tại thì mình đang cho các bạn xem cái đội hình của mình, là một cái đội hình của Rayan. Nhưng mà tạm thời thì mình cũng chưa cảm thấy ưng ý lắm. Với cả là sắp tới thì nó mới tăng được 5 lương này các bạn. Là từ 250 lương lên 255 lương. Cho nên là mình cũng rất là muốn hỏi mọi người về ý kiến là mình có nên thay đổi hay không. Nhiều bạn kêu là mình thay đổi củ tỏi mùa lai, sau đó là mình nâng cấp hai con này lên, thì mọi người thấy sao? Ủa, nhưng mà sao con theo này, đúng rồi, con theo vẫn đang 9 lương này, con Hakimi đang 8 lương này. Sắp hiện tại là mình đang có con Xabi Alonso này, thì nếu như mà mình thay con AC Ang thì nó có tốt hơn không? Đó, thì tạm thời thì đội hình của mình nó sẽ như thế này. Ở vị trí tiền đạo thì là Cristiano Ronaldo này. Nhạc trưởng chúng ta có Zidane. Cặp cánh thì là Kaka cũng như là Figo này. Còn tiền vệ mỏ leo thì mình có AC Ang cũng như là Toni Kroos. Cặp trung vệ thì có Sergio Ramos cũng như là Ender Militao mùa 23 TS. Nhưng mà tạm thời thì mình đang muốn gọi là thay vào một trong hai con này, sẽ là Rudiger hoặc sẽ là Vara các bạn ạ. Hiện tại thì mình đang có một cái con Vara 1DC cộng 5 rồi. Mình muốn thay vào cái cặp này thì theo mọi người thấy sao? Bởi vì là Ramos thì cao có 1m84 thôi, còn con này thì cao 1m86. Thì mình sợ là hai trung vệ của mình như vậy thì nó hơi lùn các bạn ạ. Cần một cái con như kiểu con Vara như là 1m9 mấy hay 1m90 hay sao này. Đấy, 1m91 đấy các bạn. Thì cần một cái con nó cao cao xíu để có thể không chiến. Thì mình thấy thế. Còn nó củ tỏi này tạm thời là mình đang mua về để sắp tới mình sẽ làm phôi đập anh 7 các bạn ạ. Giá con củ tỏi này thì nó cũng khá là bằng với cái con củ tỏi mùa lai thôi. Cho nên là mình thấy là mua về xài thì cũng khá là hợp lý. Tạm thời thì mình cũng chưa đổi cặp cánh này. Nhưng mà ở cái meta này có rất là nhiều bạn bảo mình á, là cái meta này thì cần phải thay cặp cánh, chứ cái cặp cánh mà cùi quá thì nó không có hợp với meta, cho nên là nên thay. Đó, thì đấy là ý kiến của nhiều người. Còn ý kiến của các bạn như thế nào, hãy để lại cho mình biết ở dưới phần comment nhá. Rồi, và hồi nãy mình chuyển sò này, thì chúng ta sẽ nhận được 3 gói quà nhá. Quà nó sẽ như thế này này. Đó, quà nó sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ nhận quà. À, từ từ đã, hôm nay mình cũng vừa mua cái sổ tay. Sau khi mà chuyển sò xong thì mình cũng mua cái sổ tay. Cho nên bây giờ mình sẽ nhận thêm cả quà sổ tay về mở một lượt nữa nha mọi người. A few moments later. Rồi, quà sổ tay về rồi nha mọi người. Mình làm hết tuần đầu tiên thì mình được 30 mấy level đấy các bạn ạ. Mình làm hết tuần đầu tiên rồi, cho nên là mình nhận một lượt luôn. Có gì thì mình mở một lượt luôn. Cả quà số 2 này thì mình cũng mở luôn nha mọi người. Cái SC là cái gì vậy các bạn? Mình thấy giờ này nó có cái CP, cái SC thì mình không biết nó là cái gì luôn. Nhưng mà thôi mình cứ nhận đi. Rồi bây giờ mình sẽ vào mình mở cái đống thẻ BP này xem nha. Xem được tầm bao nhiêu. Chắc là cũng ít thôi. Hôm nọ mình vừa mới đập xịt CR7 24TI cộng 5 các bạn ạ. Khá là buồn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ lại tiếp tục cái hành trình. Đó, mua phôi về, tích phôi để đập tiếp các bạn ạ. 33 tỏi này. Với cả là mình cũng đang còn 700 mấy tỏi đang đặt con Garnacho. Đấy, Garnacho cộng 8. Sắp tới mình mà có Garnacho cộng 8 thì mình sẽ gọi là chuyển đến MU luôn các bạn ạ. Đầu tiên thì mình sẽ mở mấy cái không cộng trước nhé các bạn. Đấy, cái đặc sản ở trên cái kênh của mình rồi. Nó chính là mở mấy cái không cộng trước. Còn mấy gói cộng thì mình sẽ mở sau. Ui, ở đây UCL thì từ từ nhá. UCL thì mình sẽ mở từng cái các bạn ạ. Bởi vì là chơi cái mùa UCL này săn con Kevin The Briner đó mọi người. Khá là ngon nha. Rồi, mở mấy cái không cộng trước này. 10 gói này. Hy vọng nó sẽ cho mình một cái gì đó ngon ngon. Này thì mình cũng chả biết là cái nào là sổ tay và cái nào là cái gói đổi sò các bạn ạ. Khói à, con gì đấy? Ủa, được con Rikeme này. Lạnh ớn lạnh luôn đấy các bạn ạ. Hôm bữa mở ra con Rikeme mùa RTL. Không biết nhưng mà mở RTG đấy, RTG cộng 8 mà chỉ số có 114 nè. Mà con này cộng 1 đã 110 mấy rồi. Ảo thật. Rồi, và bây giờ mình sẽ tiếp tục mở mấy cái gói mà nó có tỷ lệ là lên 5 nhá. Chứ không chắc chắn là lên 5. Đó, mở một lượt đi, mở một lượt đi. Còn mấy gói cộng 5 kia thì mình cũng mở một lượt luôn. Đây, 11 vật phẩm. Xác nhận. Trời ơi, hãy cho tôi một lần được lửa đi. Mấy gói chuyển sò này thì tỷ lệ được lửa nó thấp lắm. Nhưng mà biết đâu bất ngờ có lửa. Cờ Anh ST à?
Rooney à? Rooney hoặc Owen mình nghĩ thế. Ô không phải à? Anh Banner chỉ số 113, thôi được cộng 5 mà được. Ngoài ra ủa? À Banner với cả John Banner. Ôi vãi lều. Ủa tính ra là có 3 con lửa nữa các bạn. Ủa chỉ số 111 khá là nhiều nhá. Có cả anh Larsson của MU này và có anh Raul Albiol. Hình như anh này là cũng của Chelsea luôn hay sao đấy các bạn ạ. Được được, có phôi tí mình đập CR7 lên cộng 4 để mấy bữa nữa mình sẽ lại làm đại tiệc các bạn ạ. Sao còn dư cái quái này vậy? Mở lốt đi. Hồi nãy mình đâu có thấy quái này đâu ta. Ra cộng 5, có lửa. Ui một CC có lửa lửa lửa. Ui không có lửa. Có khói và đó là trời ơi, ra một con CB Kagic tốc độ 100, lại có thêm một chú rùa nữa vào đội hình của Vũ Lít. Rồi mình sẽ mở hết cái đống này ha. À, thôi mình mở từng cái đi các bạn. Mở từng cái cho nó kịch tính. Đó, đầu tiên là chắc mấy cái này là mới có chuyển sò đấy. Mới có chuyển sò đấy. Quan trọng là vẫn là gói UCL các bạn ạ. Cái UCL vẫn là gói ngon nhất. Nào, có lửa hay không? Cộng 8 là có lửa hoặc không? Cộng 8 luôn đấy. Behanda và ông Pujon. Trời ơi, Pujon mà cộng 8 thì ngon, nhưng mà rất tiếc là cộng 5. Đứa con cộng 8 hay là con MC cùi các bạn ạ. Rồi, mở tiếp hai con này đi. Mình sẽ mở từng cái bởi vì mấy con này mới có ôn các bạn. Mở ra lửa chắc là hên lắm. Nhưng mà tỷ lệ mở ra lửa rất là thấp cho nên là ui, RTN không có lửa. Được 108 mà. Phôi đập CR7 TI các bạn ạ. Rồi, tiếp tục. Cứ mở từng cái như này thôi các bạn. Ra lửa thì ngon. Đây toàn mùa ngon rồi đấy. Đừng có ra home quốc kinh là được. Đúng là ghét của nào thì trời trao của đó mà các bạn. Tỷ lệ ra mấy con home quốc kinh là cực kỳ cao luôn các bạn ạ. Đây mấy cái này mà nó cứ cho ra home quốc kinh là tỷ lệ mà các bạn tạch nó rất là cao nha mọi người. Đó cho nên là mình chỉ cần mấy cái mùa ở trên thôi là tỷ lệ có lửa. Đừng phải... Ủa đấy đấy. Mùa home quốc kinh thì các bạn... À mùa home ground các bạn thấy không? Ơ Eto à? Không phải. Con gì vậy ta? CB của Cameroon. Một con hàng của Liverpool. Matip các bạn ạ. Ủa sao mà mình tưởng là mấy ông ở châu Phi thì ông nào cũng da đen, nhưng ông này thấy không đen lắm nhỉ. Đấy, nhìn cũng không, tháng mới cũng không đến lắm các bạn ạ. Rồi tiếp theo sẽ là cái này. Mở mình mở từng cái một với hy vọng là sẽ ra lửa. Chỉ cần không phải là mùa homework thôi nhá các bạn, là tỷ lệ mùa nào cũng sẽ có lửa. Nói thật đấy đấy, mùa này tỷ lệ lại có lửa. À không có lửa chỉ số. Trời ơi, Johnny Evans hàng MU luôn mà không có lửa luôn này các bạn. Chỉ số 110 cũng được, cũng được. Rồi cái này đi. Mở nốt cái này chúng ta sẽ vào với lại cái gói săn Kevin The Briner. Mở ra Kevin là bú luôn. Lại mùa homework à? Có lửa. Cờ Tây Ban Nha. Xe mở Isco á. Chắc không phải Isco đâu nhỉ. Con gì á? David Silva chỉ số 113. Ngon đấy chứ. Tính ra cái sự kiện này mình mở ra lửa cũng khá là nhiều đấy mọi người. Đánh giá là ngon. Giờ mình sẽ mở gói 23 UCL On này. Mở từng cái thôi với hy vọng nó ra Kevin The Briner. Ui, con hàng này là một con hàng của bên Napoli. Mùa này như Napoli đang thua hay sao ấy nhở? Hay là hòa ta? Hôm bữa là đá trận thua hay hòa, hình như hòa. Đá một trận hòa đến từ vị trí của Napoli. Nhưng mà mình không chịu ưng Napoli lắm các bạn ạ. Tiếp theo. Ui vào trong. Có lửa không? Khói, con gì đấy? Ui GK. Ui GK của phấn à? Hình như là phấn lượt đi là mới thua một trái hay sao đấy? Đá với lại bên bên đội cũ của PP, hình như là đá với đội PP, sao đội của PP, hình như PP còn đá không ta? Hôm đấy trận đấy mình không xem các bạn ạ. Mình chỉ xem MU thôi, năm nay MU thì không được đá C1 thôi, mình cũng coi các bạn ạ. Mà PP còn được đá không anh em nhỉ? Mở tiếp đi. Trời ơi, ra cho tôi cái gì đó ngon ngon đi, please. Vào trong. Đây này, Pocto đúng rồi. Ủa, đây có phải Pocto không? Đúng rồi, đá với Pocto đấy. Romario Barro. Con này có được đá không vậy trời? Các bạn ơi, check của mình xem có con nào ngon thì các bạn comment ở dưới nhá, để có gì mình săn. Ôi, anh này Leipzig à? Một anh tên là Selen. Leipzig thì tỷ lệ vào cũng hơi thấp các bạn ạ. Ra cái Kevin đi, Kevin chỉ số 93 thôi mà. Lại ra tiếp à? Ui, ra con 98 luôn. Con này Real Sociedad. Tỷ lệ cũng toàn cũng cao, quay cuối rồi. Kevin The Briner. Please. Ôi thật chết rồi. Lại là con len này các bạn ạ. Ê nhưng mà bây giờ mình đập con này mà lên được cộng 8 mà nó lên nó vào vòng sau chắc là tỷ lệ tăng khá là cao ấy. Nhưng mà chỉ tốc độ nó thấp quá các bạn ạ. Cho nên là mình không có nhu cầu đập con này lên lắm.
hơi nhọ hơi nhọ. Rồi có tí phôi đập anh 7 TI tiếp các bạn ạ. Ôi trời ơi. Tính ra mở mấy gói rác rác rồi lại đỏ, còn mấy gói cần đỏ thì lại không đỏ nhé. Quá là buồn luôn các bạn. Đấy, mấy con này thì làm phôi đập anh 7 thôi. Mấy con này đập lên thì cứ ấn dấu cách thôi các bạn ạ. Mình đang cố gắng spam anh 7 lên 4 lại để có gì mình làm kèo các bạn ơi. Mình lại làm kèo đập 5 lần thứ 3. Mặc dù là nó khá là vất vả nhưng mà vẫn phải cố gắng thôi các bạn. Ok này. Ui, thôi đập lên 3 thì không cần nhiều vạch đến thế đâu. Lên 3 thì cần 3 vạch rưỡi thôi. Cuộc sống nếu mà muốn cho mình, nó muốn cho mình lên thì mình sẽ lên mà. Còn nó muốn mình rớt thì chắc chắn là mình sẽ rớt đúng không? Nào. Hôm nay không được Kevin rồi. Nhưng mình nghe đồ đó Kevin đang có 3.000 người đặt các bạn ạ. Nếu lên thì mình sẽ đi mua phôi mình đập cộng 4 này. Oh my god, lên luôn à? Ảo thật đấy. A few moments later. Ok các bạn, mình đã mua đủ phôi để mình đập rồi mà chả biết được, ủa được có 3 vạch thôi. Nếu mà cái kèo này mà lên được cộng 4 nhá, thì chúng ta sẽ lại có thêm một cái kèo đập cộng 5 nữa. Đó, nhưng mà chắc là cũng phải chờ qua tháng các bạn ạ. Tháng này hơi đen. Với 3 vạch hơn chút xíu thì mình sẽ đập anh 7 với 7 vạch, 7 nhịp, 4 nhịp thôi. 1, bình thường mình đập lên 4 nhịp là lên các bạn ạ. Hy vọng là hôm nay mình đập 4 nhịp và anh 7 của mình lên. Anh 7 đang hôn mình đúng không? 2. Nào, Cristiano Ronaldo. 3. Lên 4 là tôi sẽ cố gắng hóa bạc anh thêm một lần nữa. Lên. Trời ơi, Cristiano Ronaldo, please. Ủa, lên 4 thật các bạn ạ. Wow, đập trôi chảy đấy chứ. Ủa, bây giờ đập lên 5 thì hơi khó. Mình có một con phôi rồi các bạn. Mình có một con phôi rồi, là con củ tỏi. Đây, có một con phôi là con củ tỏi rồi. Và tạm thời thì mình chưa có money để mình mua mấy con phôi nữa đấy mọi người. Cho nên là chắc là mình sẽ hẹn các bạn vào một cái clip sau. Mình sẽ đập anh 7 ha. Rồi, và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi clip này của mình. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bấm like cũng như là đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình. Bye bye!